Cáo xin Việt, xin chào tất cả các bác. Hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bác làm cái cống mài mỏ và cái cầu mài móng cho những chú chim của nhà. Như chúng ta đã biết thì sau khi thay lông thì thường là những cái mỏ của chim của chúng ta, đặc biệt là những con quạ mi và khứu ấy, mỏ trấu ở bên trên ấy, nó rất là dài. Nhìn nó xấu, thứ hai là nó làm khó khăn trong quá trình mà nó ăn uống, gắp cám hay gắp mồi là rất là khó khăn. Đấy, do vậy chúng ta cần phải xử lý. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bác làm cái cống mài mỏ như thế này. Đấy, thì tùy vào độ khéo tay của các bác và cái nguyên liệu của các bác ở nhà để chúng ta làm được cái sản phẩm nó hiệu quả nhất. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình cái giấy nhám, giấy giáp ấy. Đấy, ở đây mình đang cầm là hai cái giấy nháp ở mức độ trung bình. Đấy, các bác nhìn mài móng tay vào cái là rất là tốt đấy. Đây là cái giấy nhám độ mịn thấp. Đấy, độ mịn là trung bình thôi. Các bạn lưu ý lựa chọn là cái phía trong này là chọn cái nhám, cái loại giấy nó vải bạt ấy, độ bền nó rất là cao, nó dai. Đấy, và đây là cái loại giấy nhám là nhám thô hơn một chút. Đấy, nhưng cũng ở dạng trung bình thôi, sau là vải bạt. Đấy, chúng ta có thể dùng. Tuy nhiên là mình hay dùng cái nhám mịn này đấy, vừa phải thôi thì nó có độ hiệu quả cao. Đấy, chúng ta dùng cho những cái cầu mài này tương đối là hiệu quả này, hoặc kể cả những cái cống mài mỏ như thế này đó. Thì cống mài mỏ ở đây chúng ta có thể là làm theo một hai cách như thế này. Thứ nhất là chúng ta làm hình răng, dạng răng cưa. Thứ hai là làm dạng mặt cầu như thế này. Đấy, đây là cái dạng răng cưa này các bác. Đấy, đây là cái cống thông dụng ở nhà. Thì trước mắt là chúng ta phải làm cái răng cưa trước. Đây là mình sẽ tháo cái răng cưa ở đây ra làm cho các bác xem. Đấy, mình định hình bằng keo nó hơi cứng. Rồi, ok. Đây các bác nhìn nhá. Đây là mình cắt một cái tấm nhám này, cái giáp này. Sau đó mình gập. Đây, mình gập lại. Đây mình bỏ cái này ra cho các bác xem. Đây, mình cắt một miếng ra như thế này. Sau đó các bạn gập thành nếp cho mình. Và cái nếp này thì nó rơi vào tầm khoảng từ 0,3 đến 0,5 cm đấy các bác. Đó, các bác sẽ gấp lại. Đây, gấp lại, gấp này, gấp theo chiều này. Đấy, gấp lại, gấp cho mình. Nếu lúc đầu nó cứng quá thì các bác có thể đè xuống cái đây, nó cứng quá thì các bác làm gấp chặt nó vào. Đây, miết nó thật chặt và đè nó xuống đất. Đấy, đè xuống đất. Đấy, làm sao định hình nó. Đấy, các bác nhìn. Đấy, định hình dạng răng cưa như thế này nhá. Lưu ý cho mình, các bạn đừng có ép sát nó quá. Để khi con chim nó cái mỏ nó kẹp vào quá thì nó sẽ làm xước mỏ của con chim. Mà chúng ta định hình là cái đầu ở trên này nó chỉ có một cái đầu mỏ trấu dài thôi, thì nó mổ vào đây. Đấy, nó mổ vào đây. Các bạn vẫn để độ khe hở rộng ở đây thì các bạn sẽ nhìn này. Nó sẽ rộng, nó rơi vào tầm khoảng 0,8 đến gần 1. Đấy, 0,8 1 cm nếu các bạn làm ra cái cống bằng to như thế này. Đấy. Đó, bằng to như thế này. Các bạn sẽ để độ rộng như vậy cho mình. Để làm sao mà khi con chim nó mổ vào các bác. Đây, các bạn nhìn. Đấy. Đây, hình dung đây là cái mỏ con chim này. Mổ này, mổ này. Thì nó chỉ tác động vào cái đầu mỏ trấu thôi. Mà nó không bị xước mỏ cho con chim nhá. Đấy. Thì đây. Đấy, mình sẽ định hình bằng cái bông. Đây là bông, cái trắng này là bông này các bạn. Đấy. Và định hình bằng keo. Keo 52. Đấy. Các bạn sẽ gắn bông vào đây cho mình. Đây, ví dụ là bông này. Đấy, các bác xếp vào đây. Đấy. Đó, các bác sẽ nhỏ keo. Đấy. Nhỏ keo vào bên sườn này, này. Đấy, cho nó cứng lại. Đấy. Sau khi nó cứng lại rồi, đấy, đã định hình được như thế này rồi. Thì các bác sẽ để đây cho mình. Dưới này thì các bác có thể định hình bằng bông nhá. Đấy. Bằng bông này, các bác nhỏ keo ở đây nó sẽ trở thành một khối cứng. Đấy, hoặc là đây, các bác có thể định hình bằng cái một đặc bạ, hoặc các bác có thể định hình bằng keo silicone, hoặc là cái dán nhựa, hoặc đây là cái xi măng trắng cũng được. Đấy, các bạn dùng một tấm đoạn đổ vào đây, sau đó dùng cái tấm giáp bạn để mặt phẳng vào đây cho mình. Đó, sau đó khi để mặt phẳng này rồi thì chúng ta sẽ cài cái răng cưa này vào. Đó, khi đẩy răng cưa này xuống đây nó sẽ khít vào đây như thế này. Nếu các bạn dùng xi măng nó sẽ dính hết ở hai bên này, để tránh cái trường hợp sau này cám nó lọt xuống khe dưới này nhé. Đấy,
thì các bạn định hình thật cứng rồi đấy, thì cám các bạn đổ trên này đấy. Đó là cái răng cưa. Cái thứ hai làm đơn giản hơn thì các bạn có thể làm một mặt hình cầu như thế này. Đó, các bạn nhìn này. Mình sẽ cắt một cái tấm tròn. Cắt một tấm tròn đây các bạn nhìn. Cắt một hình tròn mà chúng ta cả vào trong này. Ở phần dưới đáy này nhá thì các bạn có thể định hình bằng bông, thì các bạn nhét bông ở dưới này các bạn nhỏ keo. Hoặc là nếu mà các bạn làm cẩn thận tỉ mỉ thì các bạn cắt sát mép như thế này cho mình. Đây, mình làm sát mép luôn. Cám đã sẽ không bao giờ nó rơi xuống. Đây, đổ cho các bạn luôn. Đấy. Đấy. Để hiệu quả các bạn đổ ít cám thôi. Các bạn nhìn, đây là mỏ con chim, một, đúng không ạ? Đổ ít cám thôi, thì nó sẽ tác động vào cái mỏ trống rất là tốt. Ở đây đổ cám vào cái răng cưa này. Đó, các bạn nhìn. Đó. Chúng ta đổ ít thôi, để con chim nó nhặt, nó chịu khó lắm nhỉ, nó mổ vào răng cưa đây, các bạn nhé. Mình chỉ nhấn mạnh lại hai cái vấn đề này là đổ ít cám thôi bạn. Cái răng cưa này này, các bạn làm thưa thưa ra cho mình một chút và làm thấp thấp như mình nói thôi, để nó chỉ tác động đến cái phần mỏ trấu ở của con chim thôi. Đấy, nếu các bạn làm sâu quá sẽ làm xước mỏ của con chim. Đấy nhá, lưu ý cho mình. Đấy, nó chỉ mổ như này xuống này. Đấy, đấy. Thì tương tự như vậy tùy cái cống ở nhà các bạn. Các bạn sẽ làm thêm cái khác, ví dụ đây này, một cái trống vẩy các bạn. Đấy, cái này mình cũng cắt mặt cầu đấy. Đấy. Rất đơn giản, mình cắt một miếng mặt bán nguyệt thế này, mình cài vào. Đó, cái này nhà mình còn có cống chống vẩy, hiện tại mình đang dùng ở nhà mà. Đấy, rất đơn giản. Đây. Chúng ta có thể đổ cám ở đây luôn. Đây, đây các bạn thấy. Đấy. Chim ăn bột này. Đấy. Nó tìm ăn nó bột. Cống chống vẩy mình đang sử dụng tại nhà luôn. Thế thì nó có hai cái mặt rất đơn giản đây. Đây là cái cống này, là cái cống ăn ở dưới mặt sàn. Mình cũng cắt một miếng nhỏ mình để đây. Đó. Tiếp theo là đến cái cầu mài. Ở đây có hai cái dạng cầu mài mà các bạn cắt cái dây giáp. Đây là cái giáp mình dùng cái giáp mịn này các bạn. Đấy, mình dán áp sát chặt vào đây, dán áp sát mặt dưới thôi. Mặt trên mình để nguyên, mình cài trực tiếp vào cầu như thế này để cho con chim cái móng nó đậu vào đây. Đấy, mài máu rất là tốt. Lưu ý cài cái này nhé. Thì các bạn lưu ý cho mình này. Đây cũng là phải để ý. Ví dụ có con 1 ngày, con 3 ngày, con 1 tuần, các bạn có thể thấy nó móng nó mềm mềm rồi thì các bạn có thể bỏ ra. Còn con nào mà cài mà nó sợ cầu ấy, thì các bạn phải tập dần cho, hoặc là cài sang lồng tắm. Thế còn cái đây, các bạn nhìn thấy mình đang làm cái giáp của hai cái đầu này. Đấy, những con nào mà chịu khó quẹt mỏ thì quẹt vào đây rất là tốt. Làm cho cái mỏ của nó sẽ đẹp đi, hoặc là có thể là hỗ trợ cho cái móng của nó. Các bạn thấy phần này, trống này làm hai đầu, là hai. Bạn nào mà dùng lồng lực thì có thể cài hai cái bên như thế này. Đấy, nó nhảy qua nhảy lại thì hiệu quả còn cao hơn rất là nhiều. Lưu ý cho mình là làm sao tập cho con chim nó quen, nhiều con không quen thì sợ. Thì đây là chia sẻ nhanh cho các bác để các bác làm cái cống mài mỏ ở nhà. Thì cái này tùy vào độ khéo tay của các bạn thôi. Bạn nào khéo tay thì sẽ làm cái sản phẩm nó tốt, nó đẹp và nó hiệu quả cao. Thế còn các bạn có thể tham khảo thêm những cái mẫu mà người ta bán ở thị trường của bên Tàu ấy. Trung Quốc họ làm những cái cống mài mỏ rất là đẹp. Nó làm đẹp á. Nhưng mà đây là mình trên tinh thần là có gì làm đấy ở nhà và chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, và có hiệu quả thì mình xin chia sẻ lại các bác để các bác có thể là tự làm ở nhà được. Đấy. Đây nhá, mình tóm lại là đây cái sản phẩm của các bạn là tùy cái đây, một là các bạn dùng mặt phẳng hình cầu, các bạn cắt một cái mặt tròn tròn là các bạn làm dưới đáy này cho mình. Đừng làm sát quá. Làm tầm này là con chim mổ vào nó vừa. Các bạn dán sát cái mặt đáy này luôn nhưng mà mình không làm như vậy. Đấy, mình để trên này. Con chim mổ cục. Đây, thứ hai là mặt răng cưa. Cưa thì các bạn tốt nhất là các bạn làm ra những cái cống dạng mặt phẳng như này, mình làm nó dễ. Gặp cái răng cưa đặt vào đây là xong. Đấy, định hình ở dưới này, những cái khe này thì các bạn phải định hình bằng cái bông. Đấy, các bạn bông các bạn gắp vào đây, các bạn nhỏ keo ở dưới này này. Đấy, này nó khít thì nó sẽ hở ra những đoạn răng cưa như này. Đấy. Nó hở đoạn răng cưa nông nông này thôi, con chim nó chỉ mổ nó chỉ tác động một cái đầu mỏ. Đấy, nhấn mạnh lại là tác động một cái đầu mỏ. Đấy, thì tỷ lệ hiệu quả nó cao, đấy là dạng răng cưa nhá. Còn dạng mặt bằng. Bằng thì đây. Chụp cái này thì mình đang dùng ở nhà mình, nó mài mỏ. Dùng cái đúng vậy. Đấy. Các bạn cắt hình bóng nguyệt đây. Các bạn để hơi gồ cao giữa lên một chút. Đấy.
đường 8 ta, anh Dung ăn ở đây thôi. Đấy, chúng ta hai, đang dùng ở nhà đây. Ăn dùng ở nhà cái này. Đấy, đây. Là cái răng dạng răng cưa này, đang dùng ở nhà. Cái này là mình hình bằng xi măng trắng này. Đấy, mình cũng làm răng cưa đây các bác. Rồi, về cơ bản cái sản phẩm nó chỉ như vậy thôi. Thì các bạn là làm sao lựa chọn cái dây giáp cho nó hợp lý. Đừng có chọn cái thô quá thì làm cái mỏ con chim không hiệu quả đâu. Chọn cái nhám nhám vừa phải đây này. Đấy, hoặc cái độ trung bình thôi nhá, hiệu quả hơn. Đó. Răng cưa đây. Ok. Đây là những cái sản phẩm làm hôm nay của mình chia sẻ cùng với cả nhà. Rất hy vọng là các bác có thể là tự tay làm cho những cái chú chim của nhà cho cái mỏ nó đẹp hơn. Đấy. Lúc đầu thì các bác đổ đầy cám cho mình. Đấy, đổ đầy cám đi. Đấy, nó ăn dần dần nó hết đi thì nó sẽ dư ra cái này. Dần dần nó quen. Nhiều anh em mà đổ như này luôn, nhiều con nó nhìn thì cái này nó sợ, nó không ăn đâu. Đấy, cho nên đổ hết đi cho ăn dần dần nó quen nhé. Có hai mẫu răng cưa và mặt bằng thì các bạn chọn mẫu nào cũng được. Đấy, có thể tự làm cho mình. Hai mẫu răng cưa và mặt cầu. Đó, chúng ta có thể tự làm được nhé. Đây là cầu mài móng. Đặt cái mặt này phía trên là cái lòng mặt con trâu chim nó đậu ở đây. Đó. Nhà mình đang nuôi ở đây rất nhiều loại mi chòe màu. Đấy, là chuyên cung cấp 4 cái dòng sản phẩm cám mi chòe màu và cu gáy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tất cả các bạn.